mọi người, lại là Tuyết đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tuyết Rồi Không Có Official. Mọi người ạ, tinh thần là như thế này. Dạo gần đây lướt top top là thấy cái mọi người review cái bánh trung thu của nước bạn, cái bánh to đùng nhân mochi, cái khoai môn nó kéo dẻo ra, cái mochi nó kéo dẻo ra đấy. Thế nhưng mà mình tìm mua ở khu vực Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc mình là nhà nào cũng hết hàng, cháy hàng, không có. Vì thế nên là thôi mình vót vét được hộp bánh trung thu nhân trứng chảy với lại một số cái bánh nội địa trung khác. Nên là hôm nay mời mọi người ăn cùng Tuyết nhá, xem vị của bánh nước bạn với vị của bánh nước ta nó có khác gì nhau hay không mọi người ạ. Mọi người nha, mọi người A là cái gì? Trước tiên mình đeo bao tay đã. Hôm qua bận quá, không có thời gian, tức là dạo gần đây là công việc hơi nhiều, hơi lu mù, nên là không có thời gian làm mukbang quay video cho các bạn xem. Nhưng mà không sao, Tuyết đã trở lại rồi đây. Một hộp này thì mình mua với giá là bao tiền quên mất rồi. Nhưng mà cái hộp này là hộp mình mix vị, bên trong là 6 chiếc, mỗi vị 2 chiếc đấy. Nhìn bên ngoài là trứng chảy rất là đẹp đấy, thế nhưng mà không biết là bên trong như thế nào, không biết có treo đầu dê bán thịt chó hay không thì không biết, chúng ta phải thử đã, chúng ta bóc hộp đã. Đấy, một hộp như thế này ấy, mình đổ luôn ra mọi người nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này đấy. Hôm nay các bạn ạ, mình đã chuẩn bị một cái bảng để mà mình trả lời các câu hỏi, thế nhưng mà mình chưa viết ra được, mình được viết được có mấy câu hỏi thôi, tí nữa viết được câu nào, đọc được câu nào thì trả lời câu đấy các bạn nhé. Nhưng mà tí nữa chúng ta phải ăn trước đã, rồi tí nữa trả lời sau. Hạn sử dụng là ngày 12 tháng 8 năm 2023. Hạn sử dụng là ngày 12 tháng 8 năm 2023. 12 tháng 8 năm 2023. Vị màu xanh xanh này là vị gì? Chắc là matcha. Matcha. Cái này là trứng chảy kim sa rồi này. Còn cái này là chắc là khoai môn, là cái này trông lạ lạ đấy. Đấy. Còn đây là vị gì mình không biết được. Mình thấy thì mình cứ mua thôi đấy. Chắc cái này chắc đậu đỏ, còn mấy cái này mình đoán chắc là đậu xanh hay là thập cẩm hay cái gì đấy. Đây, cái này bên trong lại có hình bông hoa. Nhưng mà thôi. Mình sẽ ăn cái nào trước được nhỉ? Thôi cái này háo hức quá, tôi phải ăn cái này trước. Bên trong hộp nó xinh xinh nhỏ nhỏ như thế này, bánh cũng khô ráo đáo để. Cái này mình cắt ra hay là mình ấy nhỉ? Thôi để mình cắt ra đi, cắt đi cho nó lịch sự. Theo mình sợ là mình thấy nó mềm mềm, mình đoán chắc là cũng chảy đấy. Mọi người chờ mình một lát để mình đi lấy cái đĩa xong thì mình cắt ra cho nó lịch sự mọi người nhá. Đĩa này tôi cắt thử các bạn nhá. Các bạn nhìn mình nhá, mình chỉ làm một lần duy nhất thôi nhá. Cắt tập này, cắt ngang này nhá, để cho cắt như này. À, cắt như này xong rồi tẽ ra nhá. Đấy, như này mọi người nhìn thấy đúng không? Sự khéo léo của Tuyết đâu. Mọi người ơi, cứu. Vỗ tay. Đổ mọi người. Thế nhưng mà có vẻ cũng chảy phết đấy nhỉ. Yeah. Có chảy nha mọi người nha. Đây này. Đấy, mọi người thấy không? Chảy này. Có chảy này. Đây. Mình thử cho các bạn xem đã. Cái vị này nhưng mà mình cái vị này thì mình thấy chảy bình thường. Cái này không chảy mấy nhưng mà cũng chảy. Nhưng cái kim sa kia là chảy nhiều hơn nha. Còn cái này, cái vị này không chảy mọi người ạ. Đấy. Thôi mình ăn màu xanh trước đây nè. Mình thử cái vị đó xem nè. Bên trong có mochi. Vị không hề ngọt gắt. Ăn được nha mọi người nha. Nhưng mà mình không biết bên trong này có phải là trứng hay không thì mình không biết, để ăn thử nha. Không phải trứng đâu mọi người ạ. Nó là cái gì ạ? Nó là đậu xanh. Nhưng mà khi mà ăn vào bánh này, cái lớp bột bên ngoài nhá, không hề khô, ăn nó mềm mềm, tức là ăn nó hơi bột bột.
tức là không phải là bột khô mà là ăn nó khô mồm ấy. Nhưng mà tại sao mình luôn thắc mắc là tại sao lại không có gói chống ẩm nhỉ? Hạn sử dụng rõ ràng là các bạn ơi, 12 tháng 8 là ngày sản xuất hay hạn sử dụng nhỉ? Chắc là ngày sản xuất chứ đúng không? Bởi vì nếu như mà hạn sử dụng thì là hết hạn rồi. Hôm nay đã là 27 tháng 9 rồi. Chắc đây là ngày sản xuất đúng không các bạn? Ai biết tiếng Trung dịch 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 cậu cả? Để từ từ đã. Xem máy ăn đấy hết hạn sử dụng với chất giả. Xem dân ta phải biết sử ta, nếu ta không biết thì cháu không gồ nè. Tiếng Trung nè. Chả biết Trung giản thể hay Trung phồn thể không biết được. Môn lòng đỏ trứng. Đây đây đây. Đây nó ghi là môn lòng đỏ trứng 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 nhiền nhuyễn à. Môn lòng đỏ trứng nhiền nhuyễn. Nhưng mà đây là ghi bánh khoai đấy chứ không. Chắc là ngày sản xuất là ngày 12 tháng 8 năm 2023 chứ không phải hạn sử dụng đâu mọi người nhỉ. Mình đoán thế. Thôi mình cứ cho là như thế nên mình nhớ mình ăn rồi đấy, mình mua rồi đấy. Tiếp theo mình sẽ ăn cái này gọi là bánh khoai môn nghiền nhuyễn đấy. Khoai mochi mochi dẻo. Bên ngoài là một lớp khoai môn, bột khoai môn, bên trong là một lớp mochi, bên trong là chắc là đậu xanh hay là bí đỏ hay là cái gì không biết rồi, nhưng mà mình thích ăn cái vị bánh như thế này bởi vì nó ngọt thanh, nó không ngọt gắt. Hôm trước ăn hôm trước quanh múc bang ăn bánh trung thu mà nó ngọt, tức là vị nó cũng không phải là so với ngọt gắt, không không phải là quá ngọt gắt nhưng cũng vẫn ngọt hơn so với như thế này. Mình thì mình không thích ăn quá ngọt, mình thấy ăn cái vị này ngon. Tiếp theo mình sẽ ăn bánh bánh này là bánh bánh trứng cày à? Bánh trứng cày phải gọi là bánh trứng cày hay bánh gì không biết được. Đây mọi người nhá. Vị này chắc là vị truyền thống. Vị này thì ăn ngọt hơn so với hai vị còn lại mọi người nhá. Ăn những loại nghiện thì chết rõ. Không nghiện. Ăn cái này béo lắm. Ăn hương ăn hoa ăn thử cho biết rồi mọi người ạ. Nói chung là theo như cái quan niệm của tôi là tôi thấy tôi đánh giá này cái bánh này là rất là hợp khẩu vị, nhưng mà hai cái vị này thì nghiền ăn vị thanh hơn, ngọt hơn, mát hơn, còn cái vị này thì hơi ngọt gắt 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 hơn một tí nhưng mà ăn thì cũng được đấy. Tiếp theo thì mình sẽ ăn cái này cũng không biết chữ ấy. Không biết tiếng ấy, rồi cũng bóc vào thôi. Nhưng mà luôn thắc mắc là vận chuyển từ bên đấy về đây mà không có ấy à, không có gói chống ẩm đấy, cái đấy là điều mình thắc mắc. Cái này chắc là đậu xanh đoán thế, cái thử ăn tí là biết. Mình ăn thử ăn hương ăn hoa nha, bởi vì rằng là xin phép rằng là ăn để cho biết mùi biết vị thôi chứ ăn nhiều thì cái này mình vừa ăn cơm no rồi là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai ăn cái này buổi tối nó hơi nhiều tinh bột, nó hơi nhiều chất ngọt nữa, ăn nó hơi trộm béo. Bên ngoài là đậu đỏ, bên trong là đậu xanh mọi người nhá. Ăn vị ngọt cũng thanh thanh nhưng mà vẫn ngọt.
Cái này thì giống bánh trung thu Việt Nam này. Cái này